Chào tất cả các em khối 9 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong bài ôn tập học kỳ 2. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Câu 1. Các bước để chọn màu nền trang chiếu. Em chọn trang chiếu trong ngăn bên trái, ngăn slide. Chọn design, background, những solid fill để chọn màu đơn sắc. Nháy chuột vào mũi tên bên phải một color và chọn màu thích hợp. Cuối cùng là apply to all. Câu 2. Định dạng nội dung bằng bản. Chúng ta có thể định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ. Ngoài ra chúng ta có thể căn lề. Như vậy là định dạng phông, cỡ, kiểu, màu và căn lề là thuộc định dạng nội dung bằng bản. Câu 3. Cách sử dụng mẫu định dạng. Em phải chọn trang chiếu trong ngăn bên trái cần áp dụng mẫu. Em nhấn Design Tab. Câu 4. Các đối tượng có thể chèn vào trang chiếu, em có thể chèn hình ảnh, âm thanh, đoạn phim, bảng và biểu đồ. Câu 5. Các bước chèn hình ảnh. Em phải chọn trang chiếu cần chèn. Em nhấn Insert Picture. Em chọn hình ảnh và cuối cùng là nhảy nút Insert. Câu 6. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh. Muốn xử lý các hình ảnh, trước hết ta phải chọn chúng. Và xóa hình ảnh thì dĩ nhiên là nhấn phím Delete. Câu 7. Các bước thực hiện hiệu ứng động đối với tượng trên trang chiếu. Bước 1 là em phải chọn đối tượng trên trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động. Bước 2 là em mở giải lệnh Animation. Bước 3 là chọn hiệu ứng thích hợp trong nhóm Animation. Câu 8. Các bước thực hiện hiệu ứng chuyển trang chiếu. Bước 1. Em chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng. Bước 2. Em mở giải lệnh Transition và chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Transition to Deep Slide. Bước 3. Apply to All Slides nếu em muốn áp dụng cho tất cả các trang chiếu. Lưu ý là trong cái nhóm Teaming có thể thiết lập thời gian cho hiệu ứng như là Duration, là thiết lập thời gian thực hiện hiệu ứng chuyển. On Mark Click, nháy chuột thì trang chiếu tiếp theo sẽ xuất hiện. After là chọn thời gian để tự động chuyển trang chiếu. Câu 9. Lợi ích của việc sử dụng các hiệu ứng động. Giúp cho việc trình chiếu trở nên hấp dẫn và sinh động hơn. Không nên sử dụng quá nhiều hiệu ứng. Cần cân nhắc xem hiệu ứng đó có giúp cho nội dung trang chiếu rõ ràng và hiệu quả hơn không. Câu 10. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu. Chúng ta phải xây dựng bài trình chiếu và chọn nội dung thích hợp. Nội dung mỗi trang chiếu chỉ nên tập trung vào một ý chính. Nội dung cần có cô đọng, rõ ràng. Màu nền, khung, văn bản cần được sử dụng thống nhất trên trang chiếu. Câu 11. Đa phương tiện là gì? Đa phương tiện được hiểu như là thông tin kết hợp từ nhiều dạng thông tin và được thể hiện một cách đồng thời. Câu 12. Sản phẩm đa phương tiện là sản phẩm được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính. Câu 13. Ưu điểm của đa phương tiện. Đa phương tiện thể hiện thông tin tốt hơn, thu hút sự chú ý hơn, thích hợp cho việc sử dụng máy tính, rất phù hợp cho việc giải trí và dạy học. Câu 14. Một số ví dụ về đa phương tiện như là trang web với nhiều thông tin như chữ, tranh ảnh, bản đồ, âm thanh, ảnh động, đoạn phim, bài trình chiếu nè, từ điển bách khoa đa phương tiện nè, đoạn phim quảng cáo nè, phần mềm trò chơi thuộc về ví dụ của đa phương tiện. Các thành phần của đa phương tiện, chúng ta có 5 thành phần là văn bản, âm thanh, ảnh tĩnh, ảnh động, phim. Ứng dụng của đa phương tiện, chúng ta có thể ứng dụng trong nhà trường, trong khoa học, trong y tế, trong thương mại, trong quản lý xã hội. Về phần mềm ghi âm và xử lý âm thanh Audacity. Cũng như mỗi phần mềm khác, bắt đầu làm việc với Audacity, em phải mở tập âm thanh và nghe nhạc. Bước 1 là em chọn File Open, bước 2 là chọn một tập tin dạng MP3. Em phải thuộc lòng cho cô những cái nút này như là thể hiện như thế nào vào trong sách giáo khoa. Làm việc với tệp Audacity, tạo một tệp mới là File New, ghi tệp là File Save Project hoặc File Save Project A. Cấu trúc tệp dự án âm thanh. Thao tác thêm một tệp âm thanh có sẵn là File Import Audio. Sau đó em chọn tệp âm thanh, xuất kết quả ra tệp âm thanh thì em chọn File Export Audio.
Cửa sổ ghi tạp xuất hiện, em lựa chọn tên tạp, kết quả và kiểu dạng tạp âm thanh, sau đó như nút sao. Chúc các em ôn tập và thi tốt nhé. Chào các em.